Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chiếm đến 2/3 tổng số sinh viên chính quy của cả nước hàng năm. Chính vì thế lúc này thành phố Hồ Chí Minh cũng được coi là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quan trọng nhất của cả nước. Thế nhưng tại cuộc làm việc ngày 7 tháng 6 giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng, mục tiêu mà nhà quản lý cấp bộ và cấp thành phố Hồ Chí Minh đặt ra thậm chí còn xa hơn nữa. Đó là làm sao biến thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm nhân lực chất lượng cao có thể sánh ngang các thành phố lớn khác trong khu vực và được công nhận ở quốc tế. Tại cuộc làm việc này, một loạt các đề xuất cũng như các vấn đề đã được đưa ra mổ xẻ và giải quyết ngay trong buổi sáng. Sau đây là tường thuật chi tiết của phóng viên của FBNC. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, những năm gần đây, bình quân mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh có thêm 65.000 học sinh. Riêng năm 2015, số lượng học sinh mới ở bậc phổ thông lên mức hơn 85.000 học sinh. Tính ra bình quân mỗi năm thành phố cần gần 3.000 phòng học mới cùng với một lượng lớn giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Riêng chi ngân sách cho đào tạo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh chiếm 26%, tương đương khoảng 1/4 trong tổng các khoản chi ngân sách của thành phố hàng năm. Trong đó, riêng phần chi cho xây dựng cơ sở vật chất đã chiếm vào khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sức ép gia tăng dân số về cơ học đã khiến cho ngành giáo dục và đào tạo của thành phố đối mặt với rất nhiều áp lực về chất lượng đào tạo. Và áp lực này không chỉ ở cấp bậc phổ thông mà còn ở cả cấp bậc đại học, cao đẳng và các trường nghề. Chính vì thế mà trong cuộc làm việc này, Sở Dục và Đào tạo đã đề xuất một loạt 11 giải pháp để tháo gỡ nút thắt và làm động lực phát triển. Trong đó có hai vấn đề thu hút nhiều ý kiến đồng tình nhất, đó chính là cho phép ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm triển khai những giải pháp mang tính đột phá đổi mới. Cụ thể, cho phép thành phố tự xây dựng khung chương trình giáo dục và bộ sách giáo khoa phù hợp thực tiễn phát triển của thành phố dựa trên khung chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai là giao quyền cho các tỉnh thành trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh thành phố. Điểm quan trọng thứ ba mà thành phố Hồ Chí Minh muốn được tự chủ trong quy định đó là tổ chức khảo thí trình độ tiếng Anh của học sinh theo 4 kỹ năng nghe đọc nói viết chứ không xét việc hoàn thành môn học theo cơ cấu điểm số như hiện nay. Cũng tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng đã đưa ra một số vấn đề và một số mục tiêu trọng tâm mà ông muốn ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể cùng thảo luận và giải quyết. Ông Đinh La Thăng cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với 13 triệu dân. Nếu cơ chế chính sách về giáo dục đào tạo được thực hiện thành công thì có thể nhân rộng ra cả nước. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi trung tâm kinh tế mang tầm vóc khu vực, thì ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đi đầu trong việc đào tạo giảng dạy theo xu hướng hội nhập. Có 3 vấn đề trọng tâm mà Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng đặc biệt nhấn mạnh trong phần trình bày của mình. Đáng chú ý nhất là mục tiêu xuyên suốt của ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đối với các đề án trong giáo dục và đào tạo của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đó chính là giáo dục theo hướng tạo dựng mục tiêu lý tưởng cho thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam, chứ không phải là cố gắng để các em trở thành những học sinh rất giỏi ngoại ngữ hay giỏi về công nghệ. Điều quan trọng nhất chính là lý tưởng trong thế hệ học sinh sinh viên. Trong các chương trình giáo dục đào tạo, kể cả chương trình phổ thông cũng như chương trình đại học, là làm sao phải xây dựng được cho học sinh, cho sinh viên cái lý tưởng, tạo dựng cái sự nghiệp cho bản thân, cái nền tảng gia đình và xây dựng được cái ý chí phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Hai vấn đề quan trọng khác mà ông Đinh La Thăng đặc biệt lưu tâm đó chính là dứt khoát không dạy thêm, học thêm trong trường học. Không dạy thêm, học thêm mới có thể giảm tải cho học sinh, tăng ngoại khóa về nghệ thuật, văn hóa và thể chất. Đối với học sinh yếu kém có thể tổ chức phụ đạo hoặc bồi dưỡng học sinh ưu tú, chứ không thể để dạy thêm học thêm một cách phổ biến trong các trường như hiện nay. Đồng thời xóa bỏ việc chạy trường chạy lớp như hiện nay. Ai có nhu cầu dạy đến đăng ký dạy, ai có nhu cầu học đến đăng ký học. Tuyệt đối không được mở các lớp dạy thêm học thêm tại các trường. Hội nhập tức là không dạy thêm học thêm, hội nhập là không chạy trường chạy lớp. Không thể có chuyện dạy thêm học thêm có thu phí trong các trường. Đồng thời, Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị phải thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo và gắn việc đào tạo giáo dục theo nhu cầu của thị trường thực sự. Ông Thăng chỉ ra nghịch lý trong việc đào tạo hiện nay là nhu cầu nhân sự công nghệ và kỹ thuật viên thạo nghề đang rất cao tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nằm sát bên là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung rất nhiều trường đại học từ mọi lĩnh vực. Trong khi số liệu việc làm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lại cho thấy nhiều sinh viên đại học cao đẳng thất nghiệp.
Liên quan đến cái đề xuất và các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ đồng tình với quan điểm của Bí thư Đinh La Thăng về đầu tàu giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho rằng thành phố rất cần một đề án tổng thể về giáo dục và đào tạo, bám rất sát xu hướng hội nhập và nhu cầu thị trường. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện xây dựng đề án cho giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030. Ông Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc xây dựng và triển khai đề án này cần làm ngay, thông thường mất 6 tháng để hoàn chỉnh đề án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định ngay cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế tự quyết trong nhiều vấn đề về cơ chế chính sách trong giáo dục và đào tạo. Cụ thể, đồng ý cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm tổ chức khảo thí trình độ tiếng Anh của học sinh theo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng nội dung giảng dạy, cho phép các trường đại học cao đẳng tự quyết trong vấn đề chọn chương trình và thu học phí, vân vân. Bộ trưởng cũng cam kết sẽ rà soát lại các cơ chế chính sách chưa phù hợp để đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ở mọi cấp bậc như đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề xuất xây dựng một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cho thanh thiếu niên mà Thành phố Hồ Chí Minh có đề cập, Bộ cũng rất đồng tình và khuyến khích thành phố triển khai. Đồng thời, người đứng đầu ngành giáo dục cũng cho biết sẽ rà soát lại và xây dựng cơ chế hợp tác giảng dạy giữa các trường đại học cao đẳng, trường nghề với khu vực doanh nghiệp để đảm bảo có sự hợp tác chặt chẽ để có nguồn nhân lực chất lượng cao như yêu cầu của thị trường và đáp ứng môi trường làm việc quốc tế. Liên quan đến đề xuất đưa tất cả các trường nghề về chung một sở giáo dục quản lý thay vì đang chia ra hai sở giáo dục và sở lao động thương binh và xã hội cùng quản lý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho rằng phía Bộ Giáo dục đồng ý đưa về ngành giáo dục quản lý, tuy nhiên sẽ còn làm việc với các bộ liên quan để thống nhất ý kiến. Đặc biệt vấn đề hợp tác chương trình đào tạo với các trường quốc tế như mua chương trình, thuê giảng viên, chuyên viên nước ngoài tại các trường trên bậc phổ thông, Bộ cũng rất đồng tình để làm sao gia tăng chất lượng đào tạo. Do đó, Bộ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được tự chủ trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng đào tạo như mục tiêu mà thành phố đang đặt ra về tiêu chuẩn công nghệ thông tin, ngoại ngữ, v.v.